Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta đến với Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Trong những cái cuốn video được tôi chia sẻ vào trung tuần tháng 5 âm lịch, đó là cái thời điểm hàng tháng mà Đỗ Sinh đến làm chương trình tại Hợp tác xã. Tôi giới thiệu với các bạn cặp đôi cây tùng kim cương Đài Loan. Và tại sao tôi dùng hai cái từ đấy? Bởi vì tùng kim cương có hai dòng, một dòng của Nhật Bản, dòng của Đài Loan. Để giới thiệu với anh em, đây là cây tùng kim cương Đài Loan nhập khẩu nguyên bản từ Đài Loan về nhé. Vâng. Về hợp tác xã chưa có một tí động chạm nào vào. Và cây này về hợp tác xã là từ tháng trước. Nhưng mà tháng trước bác Sinh đã quay rồi là không quay, và đến đợi đến tháng này để quay giới thiệu đối với anh em này. Và sau này mình sẽ đo qua về cái hoành và cái chiều cao để anh em chúng ta cùng thưởng lãm nhé. Đây, hoành của nó chỗ này là được 58 bác ạ. Vâng. 58 cm. Chiều cao là được 1m05. Tàn bay của nó là được 1m4. Từ mé này sang mé này bác Sinh. Vâng. Là 1m4. Giá cái này báo với anh em là 115 triệu. Vẫn nguyên bản đưa từ Đài Loan về đây. Vâng. Cả chậu luôn. Cả chậu cả. Đấy, chúng ta nhìn những cái chậu cảnh được sản xuất từ Đài Loan này. Trông nó hình thức như là chậu gốm đỏ. Đấy. Mã số của cây. Chúm lá đẹp chứ nhỉ, trông như là hoa, rất tuyệt vời. Cái đấy vừa báo ra giá bao nhiêu nhỉ? 115 triệu. Và chuyển sang cây thứ hai bên cạnh, cây này thì giá bao nhiêu anh? Cây này báo với em là cây này báo 107 triệu. 107 à? Và giảm 8 triệu. Cây này có cái hoành nhỏ hơn một chút này. Cây này hoành chỉ được có 51 cm thôi này. Vâng. Chiều cao là 90 này. Tàn bay cũng là 1m4 này. Trăm linh bảy triệu. Và cây kia là 115 triệu. Hai cây tùng kim cương như hai giọt nước, quá đẹp nhỉ. Vâng, thoạt nhìn thì như là chậu nhựa. Hóa ra là chậu gốm. Có phải chậu nhựa? Nhựa. Thế thì tôi nhìn là chậu nhựa mà. Tôi nhìn đúng chậu nhựa. Và nhìn như chậu gốm nhỉ. Rồi, ok. Và chia tay với cặp tùng.
chúng ta đến với những cây còn lại để tầm nhỏ hơn này, cũng là những cây tùng La Hán đây. Tùng này sẽ có cái hoành chỗ này là 37. Và giá ba hoành 37. Hoành 37 cao bao nhiêu? Cao 1m1. Tàn là 90. Thế này báo anh em 15 triệu. Giá 15 triệu. Rồi. Vâng, tiếp đi. Cây si này. Đây là cây si cổ nha. Vâng. Cây si cổ này báo với anh em là 12 triệu. Để này, mình sẽ đo cái hoành cho anh em này. Hoành là được 21 cm. Ừ. Chiều cao là được 55 cm. Tàn bay là được 85 cm. Giá là 12 triệu. Và cây si giá 12 triệu. Hay đấy. Nhìn thân nó nạc quá. Nuột nà lắm. Tiếp đến cây tùng La Hán. Cái này báo với anh em là 2 triệu rưỡi. Cái này có 2 triệu rưỡi nè. Chơi tốt rồi. Cao là 97. Tàn rộng 77. Vâng. Tiếp đến cũng một cây tùng La Hán nữa. Cây này hoành 35. Cao 90. Tàn 90. Cây này 15 triệu. Rồi. 15 triệu. Tiếp tục nhá. Chúng ta chuyển đến một cây xanh quê. Cây xanh quê đo cái tàn này. Cao của nó là 87. Tàn bay là 1m4. Hoành của nó là 47. Cây này báo anh em là 10 triệu. Rồi. Cây này nữa. Đây, cái xanh đá móng. Xanh đá móng ạ. Vâng. Cái này báo với anh em là 15 triệu cái xanh đá móng. Đấy, chất lá móng rồi các bác nhìn, sướng không? Nhìn quá đẹp luôn. Bao nhiêu nhỉ? 15 triệu. 15 triệu. Cao 90. Tàn bay 1m4. Hoành gốc được 50. Vâng. Cái này mà. Cái này 7 triệu. Bao nhiêu? 7 triệu. 7 triệu. Cái này nhìn hay phết mà. Đấy, chúng ta đang quan sát cây xanh với giá 7 triệu này. Nhìn rất hay.
Đấy. Xanh đầm điền luôn đấy. Và chúng ta đến với cây hải châu lá nhỏ này. Cái hải châu này giá bao nhiêu anh ơi? Cái hải châu này giá 4 triệu. Giá 4 triệu. Vành 20. Cao 60. Tàn 50. Rồi, giá 6 triệu rồi. Và tiếp tục chúng ta đến với cây ổi. Cái ổi cái chỗ này nó bệnh kiếp nhỉ. Ôi giời, cái khuỷu này. Cái ổi này giá bao nhiêu anh ơi? Cái ổi giá 10 triệu. Giá 10 triệu. Vâng. Quả này bác ơi. Có rồi, tôi xoay vào quả rồi. Tùng La Hán này, tùng này là tùng trái này, dáng hoành, dáng bay rất đẹp. Đây những cái trái tùng đây. Đấy, rất nhiều trái. Tổng số cái chiều nó bay ra bao nhiêu anh ơi? Nó đưa hoành ra bao nhiêu? Mét 3. Vâng. Cái này bao tiền ạ? Cái này báo anh em là 9 triệu. 9 triệu. Hoành 34. Này. Thì từng dáng đẹp. Rồi đi. Ôi giời, cây phôi si à? Trông như quả núi thế này. Cây này năm nay đẹp lắm. Tàn nó chín. Như quả núi luôn nhá. Vâng. Cây vào cái chậu đá, cây này chấm hết luôn ba bẻ. Ừ. Đồ sộ. Cái này đường kính ang này bao nhiêu anh đo cái đường kính? Không cần quàng bệ đâu. Đường kính ang 60 à? Thế là anh em đã hình dung ra rồi. Quá hay. Vâng, chào anh. Vâng, còn đây là cây cái cây si này báo giá bao nhiêu nhỉ? Mấy? 8 triệu à? Vâng. À, tiếp đến cây xanh lá móng này. Xanh lá móng là 15 triệu. Cây này 15. 15 triệu. Hoành được 30. Cao ở 87. Tàn độ 90. Yeah.
chúng ta chuyển sang cây me, làm cây me với cây tường vi nữa, xong rồi kết thúc cuốn. Chỗ này nó mọc túi luôn này. Mọc ánh mà kệ nó, đường nó đẹp. Để này mùa này cho nó đỡ cháy thân. Cắt vặt thì 1,5 triệu. Rồi. Hoành là được 20. Vâng. Cao là 65. Tàn là 80. Và kết thúc cuốn video này, chúng ta đến với một cây me, cây tường vi, hoa tường vi. Cây này là hoành 20. Hoành 20 à? Cao 70. Chắc là ở vị trí này. Đúng rồi. Tàn 60. Cây này báo với anh em là 7 triệu với cái chậu cũ này, nó 2,5 triệu. Là 7 triệu. Cây này thì nó hàng trăm năm luôn. Mấy đời rồi được. Anh không phải lăn tan đâu, lấy được thì để gửi luôn cho xe cẩu cả hai cây này, lớp phải cho lớp phải cho bệnh viện. Không đưa lên là mất ngay mà, hôm nay bác sinh đang làm chương trình. Chuyển khoản đi thì nhộ cho xe thì chiều nay cho nó sẽ chạy luôn, nên không nên đau vô vậy. Vâng, và tới đây Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.